Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2016. Phần đầu chương trình chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Người dân thủ đô Hà Nội hân hoan chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Bình Ninh, huyện Tam Bình. Mục xây dựng nông thôn mới có phóng sự: Đông Thành tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tin trong nước: Cảnh sát biển bắt giữ hai tàu vận chuyển mua bán dầu trái phép trên vùng biển Trà Vinh. Giá xăng giảm mạnh từ 15 giờ chiều nay. Với lần điều chỉnh này, giá xăng RON 92 sẽ ở mức thấp nhất trong vòng hơn 6 năm qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Và các bạn, như vậy là chỉ còn một ngày nữa, Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng sẽ bắt đầu làm việc. Những ngày này, cùng với cả nước, người dân thủ đô rất hân hoan chào đón sự kiện trọng đại của đất nước. Ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình Vĩnh Long tại thủ đô Hà Nội. Mấy ngày nay, người dân thủ đô Hà Nội qua lại tại dòng xuyến ngã tư đường Độc Lập, Điện Biên Phủ, Chu Gia Ngang và chùa Một Cột được mãn nhãn khi thỏa sức ngắm những khóm hoa trạng nguyên tươi đỏ và hoa cúc vàng rực rỡ sắc màu kết thành cờ Đảng, cờ nước, làm cho góc đường này trở nên bừng sáng. Thưa quý vị các bạn, theo cảm nhận của nhiều người dân thủ đô thì tại ngã ba đường Độc Lập, Điện Biên Phủ và Chu Văn An thì nơi đây là cái nơi đẹp nhất được trang hoàng lộng lẫy để mà chào đón đại hội lần thứ 12. Thì mời quý vị các bạn cùng nghe cảm nhận của một người dân thủ đô nói về cái việc chuẩn bị chào đón đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Dạ, xin chào anh Minh. Thì xin anh Minh cho biết cái cảm nhận của anh khi mà anh thấy là thủ đô Hà Nội mình đang chuẩn bị để chào đón đại hội. Tôi cũng như vậy, là thấy dạo này là ở Hà Nội là thủ đô là cũng đèn trang trí hoa các thứ là tuyệt vời, và tất cả như vậy là cũng chào đón ngày đại hội Đảng. Như tôi cũng chúc đại hội Đảng là thành công và mọi sự là tuyệt vời, và như vậy là rất là vui chờ đợi đến ngày này. Trong khi đó thì trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền và Hàng Khai quanh Hồ Gươm cũng ngập tràn cờ và hoa. Các khoảng không trên vỉa hè quanh bờ hồ, hàng chục ngàn bóng đèn màu thắp sáng về đêm cũng được lắp đặt. Những tấm pano chào mừng đại hội Đảng được kết bằng hoa tươi dọc theo bờ hồ, làm cho Hồ Gươm lung linh tươi sắc. Ông Nguyễn Đỗ Ngọc ngồi vẽ tranh ký họa tại bờ Hồ Gươm được 20 năm. Ông cho biết đã nhiều lần chứng kiến các kỳ đại hội, nhưng lần đại hội thứ 12 của Đảng sắp diễn ra, việc trang trí các khu vực công cộng, công viên, đường phố Hà Nội có khác hơn những kỳ trước. Năm nay tuyết sương đến sớm, Hà Nội khá lạnh, nhưng những dải đèn màu sặc sỡ đã làm cho Hà Nội thêm ấm áp và lung linh sắc màu. Mình chỉ mong muốn là cái đợt đại hội này cũng như là trong sắp tới ấy, nó cũng một mình tin tưởng sẽ có một nhiều điều tốt đẹp hơn nhiều, để cho một cái xã hội nó một ngày nó tốt đẹp. Mình tin tưởng là cái đại hội là như thế. Cuộc sống rồi xã hội mọi cái mình tin tưởng là sẽ có sự đổi mới và tốt đẹp hơn nhiều. Tin tưởng vào sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của Đảng trước vận mệnh của dân tộc, của đất nước, người dân Hà Nội mong muốn Đảng ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, đồng thời mong muốn với trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đại biểu, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, đại hội sẽ đề ra nhiều giải pháp đột phá trên các lĩnh vực, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Thế có thể nói là sau 5 năm vừa rồi thì đất nước ta đã chuyển mình rất là mạnh mẽ. Đấy, và chúng tôi là người dân cũng hy vọng tới đây trong cái nhiệm kỳ mới này, sự quyết sách của Đảng và cũng rất là mong muốn là bầu ra được những người lãnh đạo mới mà tiếp tục đưa đất nước tiến lên theo cái con đường đổi mới của Đảng ta trong cái giai đoạn hiện thời. Đến chiều nay, mọi công tác chuẩn bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã được hoàn tất. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nơi bố trí đậu đổ phương tiện của các đoàn đại biểu đã được sắp xếp chu đáo, tất cả đã sẵn sàng phục vụ đại hội. Nhân dân cả nước đang háo hức đón chờ đại hội với niềm tin tưởng đại hội lần thứ 12 của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.
Liên tục chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã đến tiếp xúc với cử tri xã Bình Ninh, huyện Tam Bình để báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân, đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của bà con. Trong đó, cử tri đề nghị cần có giải pháp tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, vì hiện nay tình trạng sinh viên thất nghiệp rất nhiều, cần có cơ chế hỗ trợ về điện sinh hoạt, nước sạch cho người dân nông thôn, thực hiện tốt hơn công tác chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và có giải pháp hỗ trợ đầu ra cho nông sản. Ngoài ra, cử tri còn đề nghị ngành chức năng có giải pháp ngăn chặn tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự ngày một gia tăng ở vùng nông thôn. Việc giải quyết cấp đổi bằng khoáng đất theo chương trình VLAP còn chậm, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân. Trên lĩnh vực đời sống xã hội, cử tri phản ánh tình hình nhạc sống phục vụ đám tiệc đang phát triển mạnh ở nông thôn, gây ồn ào, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Cũng sáng nay, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Đến dự có ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua 5 năm thực hiện, tỉnh Vĩnh Long đã duy trì được mức sinh thấp hợp lý từ 1,63 con đến 2,02 con trên một phụ nữ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, chất lượng dân số được nâng lên, tuổi thọ bình quân tăng từ 74,4 tuổi lên 75,1 tuổi. Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Sức khỏe sinh sản được cải thiện, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 18,8% xuống còn 14%. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ nỗ lực duy trì mức sinh hợp lý để ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm ở mức 1%, nâng cao chất lượng dân số, giải quyết tốt những vấn đề về quy mô, cơ cấu và phân bổ dân số, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án giải pháp can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng dân số tỉnh nhà. Tổng vốn huy động tăng từ 15% trở lên, dư nợ cho vay tăng từ 13-15% và đặc biệt đảm bảo nợ xấu dưới 3% là những chỉ tiêu lớn được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành được tổ chức chiều nay. Để góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Trung, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, tập trung hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiếp cận vốn để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những doanh nghiệp hiện nay còn khó khăn. Năm qua, cùng với tỷ lệ nợ xấu được kéo giảm chỉ còn 1,7%, chỉ tiêu huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng cũng được ngành ngân hàng tỉnh thực hiện vượt kế hoạch. Vốn tín dụng tiếp tục được tập trung cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là năm lĩnh vực ưu tiên. Tính đến cuối năm 2015, tổng nguồn vốn huy động tăng gần 16% và tổng dư nợ tăng hơn 19,9% so với năm 2014. Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Bính Thân 2016. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình công cộng phối hợp với các đơn vị có liên quan huy động nhân lực và thiết bị chỉnh trang đô thị đón Tết. Ngoài việc quét hút bụi đường, nạo vét các cống rãnh, hố ga, thu gom rác vệ sinh đô thị, từ ngày 3 tháng 1 đến nay, lực lượng công nhân tiến hành cắt tỉa cây xanh, trồng hoa, kiểng trên một số tuyến đường nội thị. Công tác bảo trì, lắp đặt biển hiệu, đèn chiếu sáng cũng được thực hiện. Đặc biệt, từ ngày 4 tháng 2, thành phố Vĩnh Long sẽ tập trung trang trí trên 4.000 chậu hoa các loại. Tại một số khu vực chính trong nội ô thành phố như công viên, quảng trường, vòng xoay, tổng kinh phí chỉnh trang đô thị hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngành cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị, đảm bảo cảnh quan thông thoáng, sáng, xanh, sạch đẹp, phục vụ cho người dân vui xuân đón Tết. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh, chiều nay, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra tại chợ Vĩnh Long và đã phát hiện nhiều vấn đề tồn tại cần khắc phục trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây. Tuy đánh giá cao những nỗ lực của ban quản lý chợ trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhưng nguy cơ xảy ra cháy ở chợ Vĩnh Long vẫn còn cao do hiện tại lượng hàng hóa phục vụ Tết đã được bà con tiểu thương dự trữ tại chợ rất lớn. Trong đó, có nhiều hàng hóa dễ cháy như vải sợi, quần áo may sẵn, sản phẩm nhựa, thực phẩm chế biến các loại, trong khi lượng người đến tham quan mua sắm tăng và chợ nằm chen với khu dân cư tập trung. Ngoài ra, hiện vẫn còn một số hộ tiểu thương tự ý câu mắc điện không an toàn, lén lút chiết ga trái phép, đốt nhang, đốt vàng mã tại các sạp quầy trong chợ, cũng là những nguyên nhân tiềm ẩn gây cháy trong khu vực chợ.
Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Quản lý chợ Vĩnh Long cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ tiểu thương và người dân đến mua sắm, nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác tự kiểm tra, nhất là kiểm tra nguồn nhiệt, hệ thống điện và dụng cụ phòng cháy chữa cháy, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp câu mắc điện không an toàn, chiết ga trái phép trong khu vực chợ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì Quỹ Bình Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Năm qua, thị xã Bình Minh tiếp tục thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực ngoài xã hội đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Cụ thể, các đơn vị mạnh thường quân đã hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng xây dựng nhiều tuyến đường giao thông, giúp người dân sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà vệ sinh, cổng rào. Nhân dân cũng hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc để nhà nước xây dựng các công trình giao thông thủy lợi với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Đến nay, xã điểm Đông Thạnh và Đông Thành được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 16 đến 17 tiêu chí. Tuy nhiên, tại hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng còn nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó đáng chú ý là công tác giải tỏa mặt bằng của một số tuyến đường giao thông nông thôn còn chậm. Người dân chưa có ý thức cao giữ gìn vệ sinh môi trường, việc huy động nguồn lực cho công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới chưa nhiều, trong khi nguồn vốn đầu tư của nhà nước còn ít nên ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Đây là những vấn đề Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Bình Minh sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ để nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, địa phương mới đạt 3 trên 19 tiêu chí. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự chung sức xây dựng nông thôn mới của người dân, nên đến cuối năm 2015, xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bước đột phá trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở xã Đông Thành là triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao đời sống cho người dân. Trong 5 năm qua, ngoài việc hỗ trợ vốn và vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xã còn chỉ đạo phát triển mạnh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Nhờ các giải pháp trên, đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 29,1 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,37%. Trước đây thì tôi ở nhà tôi làm ruộng không hà. Rồi từ hồi lên nông thôn mới tới giờ cái mà chị em tổ phụ nữ làm cái tổ phụ nữ cái vô cái tổ đường đát này nè. Cái tôi đường đát thấy thấm khá hơn. Mỗi tháng là vô khoảng 1,2-1,3 triệu. Thì nhờ cái thu nhập này cho kinh tế nó ổn định hơn hồi lúc trước. Thời gian qua, đảng bộ xã Đông Thành còn chú trọng huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Trong 5 năm qua, xã đã huy động được hơn 175 tỷ đồng để đầu tư cho chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn vốn ngân sách đầu tư gần 116 tỷ đồng, số còn lại gần 50 tỷ đồng do doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Nguồn vốn trên đã giúp xã Đông Thành xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện hơn. Xã Đông Thành là cái xã nghèo nhất của thị xã Bình Minh, có đông đồng bào dân tộc. Nhưng mà hôm nay được công nhận cái xã nông thôn mới thì bà con rất phấn khởi, cũng như là nằm mơ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là được đảng nhà nước quan tâm, chăm sóc cho người dân, tức là vì dân lo cho dân, chăm sóc rồi xây dựng cơ sở hạ tầng, đường, rồi trường, trạm, nhà văn hóa, tức là đạt chuẩn. Bà con phấn khởi, sắp tới đây thì nhà nước mà cần hiến đất, hiến tài sản thì bà con đã sẵn sàng. Ngoài ra, các tiêu chí như nhà ở, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự cũng được địa phương chỉ đạo thực hiện khá tốt. Toàn xã hiện có 1.920 hộ có nhà ở đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 71,19%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,4%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy đạt gần 58% và có 7 trên 7 ấp đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên. Với kết quả trên, đến cuối năm 2015, xã Đông Thành được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục cái công tác vận động tuyên truyền là nhằm cho người dân là nhận thức được nông thôn mới và cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới. Cái giải pháp thứ hai là trong vấn đề thực hiện tái cơ cấu cái ngành nông nghiệp thì đảng bộ cũng tập trung là vận động nhân dân là chuyển đổi cái cơ cấu là cây trồng vật nuôi,
nhất là trong mở rộng cánh đồng mẫu và đưa cây màu xuống ruộng. Cái giải pháp thứ ba trong cái thực hiện cái huy động các nguồn lực thì về cái thực hiện cái tiêu chí nhà ở rồi cơ sở là hạ tầng để từng bước là hoàn thiện để nâng cao cái đời sống của người dân. Phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Thành, thị xã Bình Minh quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Chương trình xin chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay 19 tháng 1, tổ công tác thuộc cụm trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã dẫn giải hai tàu vận chuyển mua bán trái phép dầu trên vùng biển Trà Vinh, cập cảng biển Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. Qua công tác trinh sát và thông tin của người dân cung cấp, tổ công tác đã phát hiện tàu cá Vinh Phát do ông Nguyễn Văn Thơm, sinh năm 1951, ngụ thị trấn Dàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng, và tàu cá Minh Phú do ông Ngô Thanh Long, sinh năm 1980, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm thuyền trưởng, đang có hành vi vận chuyển và mua bán dầu trái phép. Sau khi phát hiện vụ việc, tổ công tác nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh bắt quả tang và lập biên bản hai tàu cá vi phạm. Qua điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Thơm đã thừa nhận đang chở khoảng 68.000 lít dầu DO trị giá gần 700 triệu đồng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ và xử lý theo pháp luật. Chiều hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai công bố kết quả sau khi lấy mẫu kiểm nghiệm tại 20 trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục phát hiện hai trại nuôi heo với số lượng lên tới gần 1.000 con heo sử dụng chất cấm sanbutamol. Một trong hai trang trại bị phát hiện sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có số lượng trên 700 con, bình quân khoảng 70kg một con. Trang trại còn lại nuôi 250 con. Sau khi có kết quả, đoàn liên ngành tiến hành lập biên bản vi phạm quy định về lĩnh vực thú y, đồng thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ trại với số tiền 15 triệu đồng. Hiện toàn bộ gần 1.000 con heo của hai hộ trên đang được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ và không cho xuất bán để tiếp tục theo dõi sau 10 ngày. Nếu chất cấm được đào thải xuống dưới ngưỡng cho phép mới được xuất chuồng. Thông tin từ Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết giá xăng A92 bán lẻ được điều chỉnh giảm 590 đồng một lít từ 15 giờ chiều nay. Các mặt hàng khác như là dầu diesel, dầu hỏa, mazut cũng giảm điều chỉnh. Cụ thể, mặt hàng dầu diesel đang từ mức 11.110 đồng một lít xuống còn 10.198 đồng một lít, giảm 912 đồng một lít. Dầu hỏa đang từ mức 10.270 đồng một lít xuống còn 9.384 đồng một lít, giảm 886 đồng một lít. Mazut cũng giảm từ 7.450 đồng một ký, giảm còn mức 7.145 đồng một ký, giảm 301 đồng một ký. Đây là lần điều chỉnh thứ hai trong năm nay, và với lần điều chỉnh này, giá xăng RON 92 sẽ ở mức thấp nhất trong vòng hơn 6 năm qua, 15.440 đồng một lít. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10 năm 2009, giá xăng RON 92 từng xuống mức 15.200 đồng một lít. Diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong 15 ngày qua tiếp tục hạ nhiệt và đang ở mức thấp kỷ lục chưa từng thấy. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, các nhà vườn ở vùng chuyên canh quýt hồng Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật chăm sóc trái, chuẩn bị đưa hàng ra phục vụ thị trường Tết Bính Thân 2016. Anh Đặng Thành Lâm có hơn 8 công đất vườn trồng quýt hồng. Năm nay anh xử lý cây cho trái thành công đúng vào thời điểm bán Tết. Để quýt hồng đạt cả chất lượng và hình thức như trái to, màu đẹp và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình chăm sóc trái, anh Lâm hạn chế dùng phân thuốc hóa học. Thay vào đó, anh sử dụng nấm xanh và phân chuồng để chăm sóc và bón cho cây. Tôi trồng cây khoảng 15 năm tuổi. Thì nói đúng ra cái vùng Lai Dung này thì chỉ có 3 xã là Long Hậu, Tân Thành, Tân Phước thì trồng được cái cây quýt hồng cho cái năng suất cao và đồng thời cái chất lượng nó ngon. Thu nhập chính nó là vào cái dịp Tết Nguyên Đán. Lý do là cái màu sắc của trái quýt hồng nó đẹp để mình cúng ông bà vào cái dịp Tết. Mỗi năm các nhà vườn trồng quýt hồng ở huyện Lai Dung chỉ là một vụ quýt Tết. Năm nay toàn huyện có hơn 750 hectare quýt hồng cho trái. Tuy nhiên,
Do không thuận lợi về thời tiết nên sản lượng quýt hồng Tết này giảm khoảng 40% so với năm trước. Những nhà vườn áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì năng suất đạt khá cao, khoảng 80 tấn một hecta. Với năng suất này, cộng với giá tốt, thì thu nhập của nông dân trồng quýt hồng trong vụ Tết Bính Thân có nhiều khả quan. Bình quân một hecta quýt hồng, nông dân có thu nhập khoảng 150 triệu đến 200 triệu đồng. Quýt này của tôi trồng năm nay là được từ lập vườn này là được 20 năm rồi. Nhưng mà cái thu nhập chính nó là khoảng 13 năm nay. So ra hàng năm tôi thu hoạch thì năng suất trong vườn nó cho tôi mỗi năm là khoảng là từ 5-60 tấn trên một vụ. Thành thử ăn Tết cái dịp Tết thì nó cũng khấm khá hơn các nhà người ta làm ruộng làm lúa. Tết năm nay, ước sản lượng quýt hồng Lai Vung cung cấp cho thị trường cả nước khoảng 30.000 tấn trái. Trong đó, thị trường tiêu thụ quýt hồng lớn nhất là ở các chợ vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Loại trái cây có màu sắc đẹp dùng để chưng Tết chỉ duy nhất phát triển tốt ở vùng đất này, luôn khẳng định là loại cây mang lại thu nhập tốt cho nhà vườn. Thưa quý vị và các bạn, so với nhiều loại cây ăn trái đặc sản khác thì quýt hồng Lai Vung là loại cây ăn trái luôn cho hiệu quả kinh tế cao và đặc biệt là không có cái vùng đất nào ở đồng bằng sông Cửu Long mà trồng và thay thế được tại nơi đây. Thông qua mô hình mà trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung thì vào những dịp Tết, đời sống bà con nông dân nơi đây ăn Tết cũng sung túc hơn và gia đình cũng khấm khá hơn. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Indonesia tăng cường kiểm soát an ninh tại đảo du lịch Bali sau khi nhà chức trách nhận được thư đe dọa tấn công khủng bố. Tăng trưởng GDP của nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2015 chỉ đạt 6,9%, mức thấp nhất trong 25 năm qua tại nước này. Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc dư luận của các vụ khủng bố tại thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 14 tháng 1 vừa qua vẫn chưa hết, giới chức nước này mới đây đã nhận được một bức thư đe dọa tấn công tại đảo Bali. Và trong một động thái đề phòng, nhà chức trách đã tăng cường lực lượng an ninh tại Bali từ hôm qua. Cảnh sát Bali cho biết họ đang tiến hành điều tra xác minh tính chân thật của bức thư nặc danh trên, cũng như truy tìm người đã gửi thư. Đồng thời, an ninh ở Bali cũng đã được tăng cường. Chúng tôi đã thắt chặt an ninh tại tất cả các cửa ngõ ở Bali và tại các địa điểm quan trọng khác như các khu thương mại, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí và các văn phòng của các đại diện nước ngoài ở Bali. Ông Trijanto cũng cho biết giới chức địa phương đã kêu gọi người dân bình tĩnh, không hoảng sợ và đề cao cảnh giác. Sau các vụ khủng bố vừa qua ở Jakarta, giới chuyên gia cho rằng nhiều khả năng đảo du lịch Bali sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của khủng bố. Giới chức Indonesia cũng cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ các phần tử thuộc tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS đã qua huấn luyện ở Trung Đông trở về nước có thể tiến hành những vụ tấn công mới nghiêm trọng hơn các vụ tấn công vừa qua. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đêm qua đã hối thúc Trung Quốc có những bước đi nhằm tránh xảy ra xung đột quân sự liên quan tới tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và tăng cường đối thoại với các bên có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển chiến lược này. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington của Mỹ, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cảnh báo Bắc Kinh nên tránh những hành động làm leo thang căng thẳng với các nước trong khu vực. Những hành động đơn phương sẽ không mang lại lợi ích cho bất cứ ai. Chúng là mối đe dọa đến hòa bình và trật tự tốt đẹp của khu vực, mà dựa vào đó, các nước mới có được tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia. Những bất đồng phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Nhà lãnh đạo Australia bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ cân nhắc cẩn trọng những hành động nhằm giảm thiểu xung đột, đồng thời cần trấn an các nước láng giềng cũng như xây dựng lòng tin liên quan đến các mục đích thực sự của Bắc Kinh. Tiếp theo chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra vào sáng nay tại một chốt kiểm tra an ninh ở khu vực chợ Kakhano, ngoại ô thành phố Peshawar, phía tây bắc Pakistan. Cảnh sát và lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường và đang tiến hành điều tra vụ việc. Vụ tấn công xảy ra ở khu vực các lực lượng an ninh Pakistan đang giao tranh với phiến quân Taliban và các nhóm phiến quân khác gần biên giới Afghanistan. Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine vừa lên tiếng khẳng định chưa có bằng chứng để bắt buộc phải dừng tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng đối với một loại thuốc giảm đau mới tại nước này. Trước đó, có 6 người đã phải nhập viện và một người trong số đó đã tử vong sau khi tham gia cuộc thử nghiệm thuốc mới
Cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi phòng thí nghiệm y sinh ở Pháp, trực thuộc công ty dược phẩm Bio của Bồ Đào Nha. Cả 6 người này đều thuộc nhóm sử dụng thuốc với liều lượng cao nhất trong tổng số 90 người tự nguyện tham gia thử nghiệm. Hôm nay, một trận bão tuyết kèm theo các đợt gió mạnh đã quét qua miền Bắc Nhật Bản. Cơ quan khí tượng nước này cho biết nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống ở mức âm 2,2 độ C. Dự báo vào sáng mai, lượng tuyết rơi ở các khu vực thuộc đảo Hokkaido có thể lên đến 1,2 mét. Khoảng 4.000 hộ gia đình đã được cảnh báo sơ tán. Hiện các thư viện và tòa thị chính đang được sử dụng để làm các trung tâm sơ tán. Tuyết đã bắt đầu rơi dày ở miền Đông và miền Tây nước Nhật vào hôm qua, khiến cho nhiều chuyến xe lửa ở thủ đô Tokyo bị quản lại. Tin kinh tế, Tổng cục Thống kê Quốc gia NBS của Trung Quốc hôm nay đã công bố một báo cáo cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2015 chỉ đạt 6,9%. Đây là mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất trong 25 năm qua tại Trung Quốc. Theo NBS, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc trong năm 2015 đạt mức 67.670 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 10.280 tỷ đô la Mỹ. Tăng 6,9% so với năm 2014. Như vậy, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã không đạt được mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm qua. Trước đó, GDP của Trung Quốc đã tăng đến 7,3% trong năm 2014. Tăng trưởng trong quý 4 vừa qua của Trung Quốc cũng chỉ đạt 6,8%, mức tăng trưởng hàng quý thấp nhất tại nước này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Tuy nhiên, trong năm qua, lĩnh vực dịch vụ đã đóng góp 50,5% GDP của Trung Quốc. Giới chức trách này cho rằng, việc lĩnh vực dịch vụ lần đầu tiên chiếm hơn một nửa quy mô nền kinh tế cho thấy quá trình tái cấu trúc lại nền kinh tế đang diễn ra hiệu quả. Sáng nay, cụ ông người Nhật Bản Yasutaro Koide được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness trao giấy chứng nhận người đàn ông cao tuổi nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 112. Cụ Yasutaro Koide đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Nagoya vì suy tim và bệnh viêm phổi. Cụ Yasutaro sinh ngày 13 tháng 3 năm 1903 và được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness trao giấy chứng nhận người đàn ông cao tuổi nhất còn sống trên thế giới vào ngày 20 tháng 8 năm 2015. Trong những năm cuối đời, dù tuổi đã rất cao, nhưng cụ Yasutaro vẫn có thể tự đi lại và không cần dùng kính lão khi đọc báo. Chia sẻ bí quyết sống thọ của mình với mọi người, cụ Yasutaro cho biết cụ ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc và không dùng các chất kích thích như rượu bia hay thuốc lá. Thực phẩm yêu thích của cụ là bánh mì. Hiện danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới đang thuộc về một cụ bà người Mỹ tên Susanna Musa-Jones, 116 tuổi. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.